Em bảy chim đêm ha, nay sáng 26 tháng 2 âm lịch rồi mấy em đi. Đồng của em này lúa đợt này nè anh em, là lúa ruộng nhà em nha, chắc tầm mười mấy bữa nữa là chín á. Còn bên kia chưa có trổ, ngoài kia thì trổ lại hẹt, bên hóc đó thì chín, nói chung tùm lum hết anh em ơi. Năm nay xả trễ bởi vì lúc này tháng 3 anh đánh chưa được anh em. Hôm qua anh cũng xuống đánh cũng làm được 4 quất, nói chung xứ em nhiều quất hiếm lắm anh em ơi. Có đợt nó về chơi vậy thôi chứ quất quýnh ăn mồm mình xuống làm mà gặp trời mưa tính nghỉ mà thôi cũng lủi lủi xuống quýnh bậy cũng được 2 quất anh em. Cò thì em cũng đánh, cò thì sáng mưa này nó làm điên nữa nè, được đâu 5 cò đỏ, 2 cò lép, con nào cũng lấy mập thù lù anh em ơi. Bên này cò mà lãng giảng ngoài gà không thấy bóng dáng con nào, có lúa này gà tháng 3 chưa ăn được anh em ơi, khi nào trống đồng kìa. Năm rồi em cũng đánh lúc này gà đêm cũng 4 5 con, 3 ống con, mà chủ yếu tập trung bắt được con xéo à, xéo mà trống đồng vô tháng 3 quýnh ngon lắm. Nói chung ai mà chơi chơi với chim con chứ em nè, em ghiền cũng chim con hơn mấy con gà nữa, gà quýnh đi 4 5 con chứ không có thèm luôn nữa, nhiều lúc tính chim con mà có tiền hơn nữa. Cứ bình quân chim con thì 8 9 ngàn em, chứ 9 ngàn 10 ngàn, đêm vài chục nó cũng khỏe hơn gà. Nó lâu lâu nó phải đâm bữa 2 3 con, 3 ống con đâu phải lúc nào cũng có hoài anh em. Mà trống đồng thì quýnh gà thì ngon hơn, vô tháng 3 là nói chung con gà tháng 3 nó kêu kêu tháng 3 nôn na cho vui vậy thôi, thực chất là canh theo con lúa đánh nha anh em. Cứ trống đồng là ra quất, mà có nhiều người không biết ra quýnh bữa 2 bữa không có, nói là quýnh tháng 3 không có chim, tháng 3 là dễ quýnh hơn cái mùa nước nữa, mà tại cái mùa nó sinh sản ít người đánh lắm anh em ơi. Em cũng khoảng tháng nữa mới tập trung vô quýnh được. Đây này làm cái chơi đi gà gà mồi đồ ngày, mà nay gà hiếm quá em ơi, đi xa cũng không có, mà nắng từ nắng nay nắng điên đầu luôn. Vòng vòng với em mình không có nghe gà gái luôn, đi xa xa gặp 1 2 con mà đâu cũng có người dọc cũng bể gì cũng khó gài lắm anh em. Thôi sáng nay em quay thành quả cho mấy anh em báo cáo, anh em cũng được coi như đây anh em, 5 cò đỏ đêm hôm ghiền ghiền xuống quýnh chơi gì thôi, 2 quất, 5 cò đỏ, 2 cò lép chứ không có con gì hết anh em ơi. Thôi chào mấy anh em buổi sáng ha.